Trần Trường Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới hai nhân vật lẫy lừng nhất trong giới chính trị Hoa Kỳ. Đó là đương kim Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Một người thì đang chuẩn bị bước chân một nửa bước chân vào trong tình trạng bị đàn hạch. Còn một người khác thì đang chuẩn bị một nửa chân bước chân vào nhà tù khét tiếng nhất của Atlanta hay là của Georgia khi mà ông Trump đã bị cùng 18 người khác đã bị truy tố tội âm mưu lật đổ kết quả bầu cử năm 2020 mà theo đó công tố viên à, hay là biện lý của cái à, quận Fulton đã yêu cầu thứ nhất là cái ngày ra tòa của ông là ngày 4 tây tháng 3 và thứ hai là họ yêu cầu tống giam ông Trump trong nhà tù khét tiếng nhất của Georgia cùng với 18 người khác trong lúc chờ đợi ra tòa xét xử đây là cái ý của bên phía của biện lý tức là bà Fanny Willis và chưa biết được là quan tòa sẽ có một cái phán quyết như thế nào trong ngày 5 tây tháng 9 sắp tới chúng ta chưa biết tuy nhiên thì chuyện của ông Trump thì tới mức này là cái mức gọi là cực điểm rồi riêng cái trường hợp của Joe Biden thì sẽ có nhiều người hỏi tôi nếu như trường hợp lần này mà Hạ viện có đủ bằng chứng lập thủ tục đàn hạch Joe Biden và cuộc đàn hạch thành công thì liệu joe biden có được quyền tái tranh cử hay không một câu hỏi khá nhức đầu cho tất cả mọi người bởi vì câu hỏi này chưa bao giờ xảy ra và chưa có tiền lệ quý vị do đó thì trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì có lẽ tôi phải giải thích thêm một phần cái vấn đề này cho mọi người hiểu rõ liệu cuộc đàn hạch nếu không thành công thì đương nhiên họ vẫn quyền có quyền tái tranh cử bằng chứng là ông trump ông trump bị hai lần đàn hạch nhưng không thành công, đều được tha bổng trên sàn thượng viện. Do đó thì dưới à là do đó thì không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, nếu cuộc đàn hạch lần này thành công thì mọi người sẽ đặt câu hỏi là liệu Joe Biden có quyền tái tranh cử hay không. Trong lúc ông ta đang tuyên bố tái tranh cử. Ok quý vị, tôi đã tìm rất nhiều những cái ý kiến và trong đó thì có một cái câu trả lời tương đối là nó khá thích hợp cho quý vị ngày hôm nay thì bây giờ mình đi vào đó mình hỏi trước đi rồi sau đó mình mới đi vào giải thích và phân tích xem liệu trường hợp này có xảy ra hay không và nếu xảy ra thì lịch sử nước mỹ sẽ coi lại chứng kiến những điều gì ok quý vị đầu tiên hết đây là Liệu, liệu mà một cái cuộc gọi là pháp lý cho vấn đề đàn hạch tổng thống thì có quyền dân uh, tiếp tục ra tranh cử hay không? Câu hỏi là một tổng thống bị đàn hạch thành công có quyền ra tái tranh cử hay không là một câu hỏi chưa từng có tiền lệ và chưa biết được. Tuy nhiên thì một tổng thống mà đã bị kết án ở trên sàn thượng viện thì cái uh, chương 3, chương 1 và section 3 của hiến pháp có ghi là khi mà phán quyết ra là cái vấn đề uh, đàn hạch này nó sẽ không mở rộng hơn trong việc mà tước bỏ cái vai trò tổng thống và sẽ không được đủ điều kiện để giữ bất cứ một cái vị trí nào và được niềm tin hay là có quyền lợi của đất nước hoa kỳ và người bị kết tội sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hình phạt của họ theo luật đó là cái đây là trong cái bản văn bản này trong hiến pháp nó, ghi, nó chỉ ghi như vậy như vậy thôi và điều này cũng có quyền giải thích như thế này là nếu như trong cái câu mà cái câu nói là họ sẽ không được quyền được phép à, Gọi là giữ bất chú một chút vì gì ở trong à, cái à, nguồn à, cái à, của chính phủ hoa kỳ thì trong đó điều này có nghĩa là thượng viện là cái nơi có cái quyền để quyết định trừng phạt ông tổng thống bị đàn hạch như thế nào và có quyền đa tái tranh cử được được một lần nữa hay không nó không phải là một cái tiến trình tự động nằm trong cái tiến trình của đàn hạch tuy nhiên thì à, việc trừng phạt thượng viện có thể đưa ra nhắm vào cái người đã bị à, đàn hạch thành công và tổng thống mà bị đàn hạch thành công bởi hạ viện thì hoặc là được tha bổng từ bởi thượng viện thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái hình phạt này. Có nghĩa là nếu mà cuộc đàn hạch không thành công ở thường, sàn thượng viện mà được tha bổng thì coi như là không có bị ảnh hưởng gì cả. Tuy nhiên, nếu như mà người này đã bị đàn hạch thành công thì quyền quyết định nằm ở tay ở thượng viện là họ sẽ quyết định trừng phạt như thế nào. Thì các vị, cái này là trong như tuy nhiên trong bản hiến pháp thì có nói rõ là không có mở rộng bất cứ điều gì ngoại trừ vấn đề cách chức tức là tước bỏ quyền lực tổng thống và người đó không được phép giữ bất kỳ một chức vụ nào trong chính quyền liên bang. Sau khi bị đàn hạch thành công, đây là cái ngôn ngữ trong hiến pháp mà thôi. Thì bây giờ theo cái lời giải thích của cái trang này đó thì họ nói rằng là có nghĩa là thượng viện sau khi đàn hạch thành công thì sẽ tiến hành cái thủ tục tước bỏ cái chức vụ tổng thống tước bỏ trước, rồi sau đó thượng viện phải họp lại bỏ phiếu để mà quyết định xem cái trừng phạt đó như thế nào. thì à, có thể cái trừng phạt đó là do phía thượng viện có toàn quyền, có thể là ngăn cấm người đó sẽ không được phép tái tranh cử nữa và không được bước vào chính trị nữa, hoặc là thượng viện buộc người đó phải chịu trách nhiệm với những hành vi của mình và chuyển qua bộ tư pháp để khởi tố ở trên cái à, vấn đề hình sự hay là vấn đề phạm tội về luật lệ thì cái vậy đó là cái quyền của thượng viện như vậy thì cách giải thích này có nghĩa là tùy theo thượng viện quyết định sẽ trừng phạt như thế nào chứ không phải là nó sẽ tự động là cấm người đó không được tranh cử bởi vì quyền hiến pháp quyền của hiến pháp vẫn quy định giống như tôi nói với ông trump thì joe biden cũng giống như ông trump ông ta cũng có quyền tranh cử tổng thống tuy nhiên thì nếu ông ta phạm tội và bị trừng phạt bởi uh, thượng viện là cái uh, nơi được xem là quyết định về vấn đề đàn hạch thì cái cái việc đưa ra cái uh, hình phạt như thế nào tùy theo ở thượng viện nó cũng giống như quan tòa khi quý vị đã bị phán là có tội thì kết án tù bao nhiêu năm như thế nào hoặc được uh, tà giam lỏng hay là được quản chế như thế nào tùy theo quan tòa tùy theo quan tà đánh giá là cái mức độ tội ác và cái uh, bằng chứng đó tới mức độ nào thì họ sẽ đưa ra cái án trừng phạt do đó câu trả lời vẫn là không biết được bởi vì trong lịch sử nước mỹ kể từ lập quốc tới bây giờ chưa có một tổng thống nào bị đàn hạch mà thành công cả do đó nó chưa có một cái tiền lệ nào để chúng ta biết được là người bị đàn hạch thành công tức là đã bị tước bỏ cái chức vụ tổng thống thì có quyền tái tranh cử hay không điều này thì uh, trên cái văn bản trên nói là tùy thuộc vào cái hình phạt của thượng viện thì quý vị điều này cũng chưa bao giờ xảy ra do đó tình trạng của joe biden bây giờ nếu như mà những cái bằng chứng được uh, lần mò ra một số những cái công ty truyền thông khuynh tả và một số thành viên của đảng dân chủ thì cứ cho khăng khăng cho rằng là không có bằng chứng nào cho thấy trực tiếp liên can tới ông joe biden nhưng mà họ cũng không phủ nhận số tiền hơn 20 triệu Mỹ kim rót vào trong những công ty vỏ bọc của gia đình Joe Biden, trong đó đứng đầu là em trai ông ta James Biden và con trai của ông ta là Hunter Biden. Và hiện nay thì phía của Hạ viện cho biết họ đang lần mò thêm và có thêm rất là nhiều những cái uh, nguồn tin và có nhiều cái uh, bằng chứng xác thực không thể chối cãi. Và hôm nay thì ông James Comer chủ tịch của Ủy ban giám sát tại Hạ viện cho biết là ông lên tiếng ông giải thích với một số đảng Cộng hòa. Ông nói là có lẽ quý vị thấy rằng là cái tiến trình nó khá chậm nhưng mà từ trước tới nay chúng ta chưa bao giờ thành công cả. Nếu đi theo lộ trình cũ, ngay bây giờ tôi có thể mở ra một tiến trình đàn hạch với lại ông Joe Biden với những gì chúng ta đang có. Nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ bị thua. Bởi vì các bằng chứng này chưa rõ nét. Do đó, nó còn quá nhiều câu hỏi. Chúng tôi muốn đi một con đường khác. Một giải pháp khác để có một cái bằng chứng mạnh mẽ hơn. Không chối cãi được. Đây là lời phát biểu của ông James Comer với đài truyền hình. Sau khi mà có một số áp lực của một số thành viên trong Đảng Hòa cho rằng là cái quỹ ban của ông và quỹ ban tư pháp đã khá chậm chạp trong cái tiến trình điều tra về hồ sơ của ông Joe Biden lúc tham nhũng lúc ông ta còn là phó tổng thống. Thì quý vị. Trong đó thì chúng ta thấy rõ ràng là James Comer đi một bước rất chắc, mặc dù hơi chậm một chút xíu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những bằng chứng của ông tung ra đều solid, tức là có thể thuyết phục được. Có thể thuyết phục được và lần này thì ông James Comer đi rất là chắc chắn. Và ông nói rằng có thể là quý vị chỉ trích chúng tôi là đi khá chậm chạp hoặc là chúng tôi không chịu mở ra cái hồ sơ để mà đàn hạch với những gì đang có. Nhưng ông cũng nói Chúng tôi đã làm rất nhiều. Kể từ khi mà chúng tôi nắm lại quyền đa số từ tháng Giêng cho tới bây giờ là 21 triệu Mỹ Kim đã được phanh phui, 20 công ty vỏ bọc đã được phơi bày ra bên ngoài. Tuy nhiên thì nó vẫn dính dắp tới gia đình của Joe Biden. Nó chưa có bằng chứng liên can tới Joe Biden ngoại trừ cái uh, tiết lộ ngày hôm nay là trong cái uh, uh, text mà Hunter Biden trả lời với hãng AT&T anh ta cho biết là trong 31 năm qua anh ta đã trả tiền rất là nhiều cho những cú điện thoại của Joe Biden. Thì quý vị, những điều này cho thấy rằng là cái tiền đã được tham nhũng đã chi xài cho cá nhân của Joe Biden nhưng không trực tiếp do Joe Biden móc tiền trả mà là do con trai của Joe Biden làm điều này. Thì quý vị, nếu mà chúng ta định nghĩa cái chữ tham nhũng thì tất cả bằng chứng đã rõ ràng. Tất cả bằng chứng đã rõ ràng. Hunter Biden sẽ không nhận được chiếc post 146.000 Mỹ kim của một tài việt người Kazakhstan nếu anh ta không phải là con trai của phó tổng thống. Gia đình của anh ta sẽ không nhận 21 triệu Mỹ kim từ các đối tác nước ngoài nếu Joe Biden không phải là phó tổng thống. Thì quý vị, đây chính là cái bằng chứng mà chúng ta thấy rõ. Tuy nhiên, đó là cái bằng chứng về mặt dư luận chúng ta nhìn thấy rõ đây là đây là rõ ràng là tham nhũng nhưng trên cái khía cạnh pháp lý họ đòi hỏi cái bằng chứng cụ thể bằng chứng tơ, bằng chứng cớ giấy tờ và chứng minh cụ thể còn bây giờ trên những cái gì mà bên phía hạ viện phanh phui ra thì chúng ta nhìn về mặt dư luận và chúng ta biết rõ đây là hành động tham nhũng nhưng đây là cái nhìn về mặt dư luận không phải cái nhìn về mặt pháp lý Ông James Comer, ông Jim Jordan, hai người một người là chủ tịch Ủy ban Giám sát, một người là chủ tịch Ủy ban Tư pháp. Họ nhìn ở cái góc cạnh của pháp lý. Để để tiến hành một cuộc đàn hạch thành công và để có những bằng chứng được xem là solid tức là chắc chắn và rõ nét. Họ cần phải chứng minh rất nhiều thứ. Do đó thì cái lộ trình của họ đi, tôi nghĩ rằng là không không lâu lắm đâu thì tất cả bằng chứng sẽ được phơi bày. Có điều là nhiều người thiếu kiên nhẫn, họ vẫn áp lực rất là nhiều. Và nếu mà chúng ta nhìn trên cái phương diện, chúng ta nhìn trên cái phương diện về dư luận, thì chúng ta nói là cần gì nói nữa, tham nhũng quá rõ ràng rồi. Nếu Joe Biden không phải là phó tổng thống, liệu Hunter Biden có móc nối được với đối tác nào hay không? Và có thể bán được tranh với cái giá cao hay không? Nếu anh ta không phải là con của tổng thống và phó tổng thống. <laughs> thứ hai là tất cả những đối tác của Hunter Biden. Nếu không phải Joe Biden là phó tổng thống, liệu những đối tác như là Devon Asher hay là Tony Populinski họ có hợp tác với Hunter Biden hay không? Họ có chịu hợp tác với một con người vừa hút ma túy, vừa gái gú, vừa thiếu trách nhiệm về mặt thuế không? Tôi không nghĩ là quý vị sẽ chọn một đối tác làm ăn như vậy nếu người đó không phải là con trai của phó tổng thống, trừ phi người đó là con trai của phó tổng thống hoặc tổng thống đương kim, thì dù con người của Joe Hunter bên bữa cỡ nào, nhưng vẫn có giá trị để hợp tác. thì các vậy cái này không phải là tham nhũng thì là cái gì? nếu chúng ta nhìn trên cặp mắt của dư luận, thì các vị đây sẽ là một trong những cái điều mà tôi giải thích cho khán giả của TNP Channel biết. À, thứ nhất là cái quyền tái tranh cử của Joe Biden nếu bị đàn hạch thành công nó lệ thuộc vào cái phán quyết của thượng viện và thứ hai là cái hồ sơ điều tra tham nhũng này chúng ta nhìn trên cặp mắt nào nếu chúng ta nhìn trên cặp mắt pháp lý thì các yếu tố dẫn tới bằng chứng vẫn chưa đủ tức là nó đang trên lộ trình tới nhưng nó chưa phải là bằng chứng cụ thể nếu nhìn trên góc pháp lý còn nếu chúng ta nhìn bằng góc khác thì giống như tôi nói lúc nãy thì quý vị đó là cái trường hợp của joe biden tuy nhiên câu hỏi đặt ra lần này bầu cử nước mỹ nó sẽ đi vào một cái lịch sử nó có thể là một cái trận đánh lịch sử chưa bao giờ có một kẻ tranh cử từ trong nhà tù một kẻ tranh cử sau khi bị tước khỏi quyền tổng thống thì như thế nào nếu như thượng viện không trừng phạt joe biden trong vai trò gọi là À, ông ta đã có hành động tham nhũng. Thì quý vị, họ sẽ chuyển hồ sơ qua bộ tư pháp để mà truy tố tội tham nhũng. Thì ông ta vẫn có quyền tranh cử. Nếu thượng viện không trừng phạt ông ta bằng cách là cấm ông ta ra tái tranh cử hay là giữ một chức vụ nào trong liên bang. Thì quý vị, giống như tôi nói là quyền quyết định ở thượng viện mà. Thì bây giờ nếu như mà thượng viện không tước bỏ cái quyền tranh cử của ông ta. Thì ông ta có quyền tái tranh cử. Như vậy thì ông ta sẽ là tổng thống đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ bị đàn hạch thành công và tái tranh cử trở lại. Và đồng thời đối thủ của ông ta thì lại là một à cựu tổng thống và đang ngồi tù, đang bị truy tố cũng đang tranh cử. Thì quý vị, đây là câu chuyện tôi có thể nói rằng lịch sử chưa bao giờ có. Và tôi không nghĩ rằng có một quốc gia nào mà có cái tình trạng nó gọi là dở khóc dở cười như vậy hai kẻ ra tranh cử chức tổng thống Hoa Kỳ. Một bên đã bị tước bỏ chức tổng thống, một bên thì đang ngồi tù, bị truy tố bởi một số tội danh mà được mệnh danh là hình sự. Thì quý vị, đây là câu, câu chuyện tôi gọi là cười ra nước mắt. Và cả hai đều là những người đã tranh cử tổng thống cao tuổi nhất, cao tuổi nhất của lịch sử của Hoa Kỳ. Tại vì thường thường quý vị, những người ra tranh tổng thống tại tại lắm thì tối đa là 70, hoặc là sáu mấy là vừa rồi quý vị. Bây giờ một ông 76, 78 tuổi. Một ông 80, 82 tuổi. Thì quý vị. Nó sẽ là cái câu chuyện tôi nói là chưa bao giờ có trong lịch sử. Tuy nhiên. Giống như tôi nói. Nước Mỹ mà. Nước Mỹ chuyện gì cũng xảy ra được. Nước Mỹ bất cứ chuyện gì cũng xảy ra được. Và nhiều người đứng từ bên ngoài ngó vào. Để vẫn nói là nước Mỹ này có một cái gì kỳ cục lắm. Mà thật sự. Đó quý vị thấy, chưa bao giờ có cảnh một tên tội phạm được vinh danh là anh hùng, cảnh sát bắt tội phạm bây giờ lãnh án tù trung thân. Rõ ràng chưa quý vị, chưa bao giờ nó kỳ cục như vậy đó. Và trong lúc mà cha mẹ sinh con ra, mong là con mình trưởng thành một cách khỏe mạnh thì bây giờ nó bị brandward và cha mẹ không được phép hội tới giới tính con cái của mình. Quý vị, những điều khùng điên này và những điều gọi là chưa bao giờ xảy ra, nó đang xảy ra trên nước Mỹ. Và từ xưa tới nay cũng chưa có bao giờ tình trạng mà những tên ăn trộm, những tên cướp phá ngang nhiên đi vào tiệm mình lấy đồ giữa ban ngày ban mặt bao nhiêu khách đứng ngó mà nó không sợ ai hết. Ngược lại cảnh sát sợ nó. Cảnh sát đứng ngó không dám bắt. Nó kéo mấy chục đứa vô cửa tiệm. Nó lút tiền tức là nó cướp phá nó giật nó chạy mà chúng ta chỉ đứng ngó thôi chưa bao giờ nước Mỹ lâm vào cái cảnh hỗn loạn như vậy và cũng chưa bao giờ nước Mỹ lâm vào cái tình trạng gọi là có một cái khuynh hướng chia rẽ đỏ nát như bây giờ một bên đi quá cực tả một bên đi quá cực hữu và nó có thể dẫn tới một cái cuộc xung đột ngoài xã hội và quý vị cũng chưa bao giờ nước Mỹ có tình trạng mà tẩy chay lẫn nhau. Trong khi những người bảo thủ mà nói một cái gì mà nghịch lòng đám cấp tiến lập tức bị tẩy chay. Tức là bị cô lập, cắt hết tất cả các quảng cáo, cắt hết tất cả các mối thương mại. Và ngược lại, phía cánh tả cực tả cũng bị y chang. Ví dụ như là quý vị nhớ cái vụ của hãng BlockLive hay là cái vụ của Target không? bây giờ là thất thu quá nhiều tới mức mà ông chủ cũ của Bất Lai tức là gia đình của Dush lên tiếng nói rằng nếu quý vị không điều hành được bán lại cho gia đình chúng tôi để chúng tôi xây dựng lại cái thương hiệu này tại vì họ mất quá nhiều tiền bị tẩy chay bởi cái tình cái tình trạng mà mướn một người chuyển giới làm đại diện rồi công ty Target tức là công ty bán lẻ thay vì ủng hộ cho đồng tính thì không ai nói làm gì bây giờ để mặt hàng của đồng tính sát bên mặt hàng của các uh, trẻ em khiến người ta bất mãn người ta tẩy chay chưa bao giờ có tình trạng mà đôi bên tẩy chay lẫn nhau gây gắt tới mức như vậy và rõ nét nhất là cuộc đối đầu vừa giữa công ty Disneyland và ông thống đốc của Florida ông thống đốc ra luật nghiêm cấm giảng dạy bất kỳ một cái ý thức hệ đồng tính nào trong trường học thì đám Disney nói là ê cái luật này là luật Don't Say và nó phản đối và cuối cùng hai bên đối đầu nhau ngay tại Florida chưa bao giờ có tức là đất nước bị chia rẽ một cách trầm trọng nhất có thể nói rằng từ thời của đệ của cái cơn nội chiến Hoa Kỳ tới bây giờ thì đây là lần mà được gọi là chia rẽ trầm trọng nhất ngay cả thập niên 60 khi phong trào dân quyền trỗi dậy với ông Martin Luther King và đám khuynh tả bắt đầu nương theo phong trào dân quyền này để giành lại quyền lực thì nó cũng chưa tới mức chia rẽ như bây giờ. Bây giờ gần như là chia rẽ tới mức không thể làm việc được. Lưỡng đảng không thể làm việc được với nhau nữa. Thì quý vị, đây là cái câu chuyện mà tôi nói rằng là chưa bao giờ mà trong lịch sử nước Mỹ đã có cái tình trạng xảy ra mà tôi gọi là dở khóc dở cười. Bây giờ quý vị tưởng tượng cái kịch bản mà tôi đưa ra một ông tổng thống bị tước quyền chính thức bị đàn hạch thành công bị tước quyền tiếp tục tái tranh cử một ông cựu tổng thống thì đang ngồi tù chờ bị truy tố cũng tiếp tục tranh cử thì quý vị câu chuyện này tôi nghĩ rằng là dở khóc dở cười và cả thế giới ngó vào mà khổ một cái nếu nó xảy ra ở một cái nước nào bình thường không nói nó xảy ra ngay trên cái đất nước có quyền lực nhất thế giới và nằm trong cái hàng ngũ lãnh đạo của thế giới. Lãnh đạo của khối Tây phương. Quý vị, điều này cho quý vị thấy là nước Mỹ đã đi tới cái điểm của nó rồi. Giống như tôi nói, nó giống như một cái vòng tròn kinh tế. Vòng tròn kinh tế khi nó thăng đến mức tột đỉnh thì tới lúc nó giảm và rơi vào khủng hoảng rồi sau đó vài năm nó lại trồi lên dậy và nó là cái vòng tròn thì quý vị có lẽ nước mỹ vận mạng chính trị nước mỹ cũng không khác gì nền kinh tế của nước mỹ nó cũng sẽ đi cái vòng tròn khi nó lên tới cực điểm của cái giá trị về dân chủ thì tới lúc nó rơi vào khủng hoảng quý vị tôi nói là lên cực điểm của giá trị về dân chủ là gì tôi bỏ qua những cái uh, trò tiểu xảo về chính trị đi thì khi Obama đắc cử trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên người da đen Ông ta trở thành tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ Đó là cái điều, cái lên cái mức cực điểm cao nhất của một cái xã hội dân chủ Thì quý vị sau khi nó lên cao nhất thì bây giờ tới lúc nó bị khủng hoảng Và cuộc khủng hoảng này tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu Cuộc nội chiến tại nước Mỹ mất hơn 100 năm chưa hàn gắn được. Chưa hàn gắn được. Bây giờ nếu xảy ra cuộc à, gọi là chia rẽ trầm trọng này thì vết thương đó sẽ mất bao nhiêu năm nữa để hàn gắn. Tôi không nói nó sẽ là một cuộc nội chiến trở lại, tôi không nói là một cuộc xung đột trở lại giống như hơn 100 năm trước đây. Nhưng lần này có thể nó sẽ không dẫn tới một cuộc nội chiến. Có điều là cái sự dứt khoát của lập trường của các phía không làm việc được với nhau và tìm gọi là gần như là gây tổn thương cho nhau mỗi một ngày thì vết thương này nó sẽ kéo dài bao nhiêu trăm năm để hàng gắn ở đây quý vị trong khi vết thương của cuộc nội chiến đầu tiên duy nhất của nước mỹ cho tới giờ phút này vẫn chưa hàng gắn được mà bây giờ thêm một cuộc chiến đối đầu mặc dù không phải là vũ trang mặc dù không phải là bạo lực nhưng cuộc chiến này cũng không kém gì cuộc chiến bạo lực cả và sự tổn thương lần này Nó sẽ đi tới mức độ nào Giữa lúc mà cộng đồng quốc tế Đang đối diện với nhiều thách thức Trong đó có tiềm năng hủy diệt cả thế giới Khi mà các phía bắt đầu chạy đua về nguyên tử Thì quý vị Đây sẽ là một cái giai đoạn tôi gọi là thách thức nhất Không phải của toàn cầu Không phải chỉ của nước Mỹ mà tôi nói cả một cái tôi nói là cả một cái hành tinh này cả một cái hành tinh này đang phải đối diện với rất nhiều thách thức và có thể dẫn tới sự diệt vong. nước mỹ chỉ là một cái điểm thôi, nhưng mà từ nước mỹ nó cũng cho mọi phía và các quốc gia khác thấy họ cũng đang đối diện với tình trạng này. hai cái uh, nguồn tư tưởng bảo thủ và cấp tiến đã đụng nhau gây gắt. Âu Châu thì sau ba chục năm lực lượng cấp cánh hữu bắt đầu trỗi dậy và Phi Châu thì những cái tham lam của phong trào cấp tiến đã bị chận đứng bởi các vụ đảo chánh. Mà bây giờ chúng ta gọi họ là những chế độ quân phiệt từ Niger cho tới Miến Điện và kể cả Serbia bây giờ ở Âu Châu họ cũng bắt đầu cứng rắn. Thì quý vị những điều gì đã làm cho họ phải sử dụng tới cái quyền lực này? Nếu đôi bên sống dung hòa, và trung dung giống như quý vị nói là chấp nhận sự khác biệt của nhau để cùng nhau phát triển. Tôi nghĩ rằng cái thuyết này đã không còn hợp thời nữa. Cái cái lý thuyết mà đôi bên chấp nhận sự khác biệt của nhau để cùng nhau phát triển có vẻ như giai đoạn này không còn thích hợp nữa. Giai đoạn này là giai đoạn đối đầu khá nhiều. Đối đầu giữa các hệ tư tưởng đối đầu giữa các thế lực trên toàn cầu và đối đầu ngay trong các cái xã hội và sự đối đầu này cuối cùng nó dẫn tới cái gì quý vị nó dẫn tới một cái hậu quả là xã hội có nguy cơ bất ổn sự bất ổn rất lớn và tôi nghĩ rằng lần này chính chúng tôi hay chính quý vị là những người đang chứng kiến đang chứng kiến cái cơn khủng hoảng về ý thức hệ cái cơn khủng hoảng về nguồn máy điều hành xã hội và cái cơn khủng hoảng về cái sự gọi là uh, các chủng tộc màu da và tôn giáo. Lần này chúng ta chứng kiến một cái cuộc gọi là uh, đối đầu rất mạnh mẽ. Và cuộc đối đầu này nếu nhẹ thì có thể vượt qua được. Và tạm thời đi tới một cái giải pháp dung hòa giống như trước đây để cùng nhau phát triển. Còn nếu không dung hòa được và somehow nó không thể giải quyết được thì quý vị, hậu quả nó của nó chúng ta đều biết. Nhẹ thì tách ra, quốc gia nào cũng bị tách ra làm hai. Tức là một bên bảo thủ, một bên cấp tiến, mạnh bên nào bên ấy điều hành quốc gia, cũng giống như tình trạng Nam Bắc Hàn, cũng giống như tình trạng của Việt Nam Cộng hòa ngày xưa, chia đôi đất nước, cũng giống như nước Đức cũng bị chia đôi đất nước. Quý vị, nếu nhẹ nó sẽ chia đôi cái đất nước ra Bất kỳ một quốc gia nào cũng bị chia đôi hết Không riêng gì nước Mỹ Là ai đi theo khuynh hướng bảo thủ Thì về những tiểu bang bảo thủ Ai đi khuynh hướng của những tiểu bang cấp tiến Thì về tiểu bang cấp tiến Âu Châu cũng vậy Lực lượng cánh hữu trỗi dậy Họ cũng sẽ phân quyền Tức là ai đi theo khuynh hướng bảo thủ Cũng theo đó Ai đi theo khuynh hướng cấp tiến Thì cứ đi theo Và cũng bị chia đôi Tôi nghĩ rằng là nhẹ thì ở mức này. Còn nếu nặng thì coi như là toàn cầu xung đột và dẫn tới hậu quả toàn cầu bị diệt vong. Điều này là điều mà tôi nghĩ rằng là với cái xu thế bây giờ, đặc biệt là nước Mỹ. Tại vì nước Mỹ mà mà bị một cái gì nó ảnh hưởng cả thế giới. Nước Mỹ bị chia rẽ thì thế giới cũng chia rẽ. Nước Mỹ thịnh vượng thì thế giới thịnh vượng nước mỹ là cái nước ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới mà do đó lần này quý vị xã hội mỹ đang đối diện với thách thức một bên cực hữu một bên cực tả và bây giờ đang trong tình trạng đối đầu không thể ngồi xuống giải quyết được và không thể ngồi xuống gọi là à, đưa ra một cái giải pháp dung hòa được quý vị sự tham lam của các phía đang đẩy tất cả mọi người tới đối đầu thì quý vị do đó cái tình trạng mà cái kịch bản mà tôi đưa ra tạm thời được xem là phỏng đoán của tôi. Một ông tổng thống bị tước quyền tái tranh cử. Một ông cựu tổng thống ngồi trong nhà nhà tù ra tranh cử. Thì đây sẽ là câu chuyện, nó sẽ là biểu tượng cho cái xu thế sắp tới. Tất cả đều bất chấp mọi thứ. Để sát phạt lẫn nhau. Và để tìm cách triệt hạ lẫn nhau. Không còn có thể ngồi chung làm việc được nữa. Đây là một trong những cái mà chúng ta thấy rõ trước mắt quý vị. Với tình hình của nước Mỹ bây giờ và với một số những khu vực khác, ví dụ như ở Niger, bây giờ nó còn đội đưa ông tổng thống đó ra tòa án xử về tội phản quốc. Và tình hình của Ukraine, của Nga, của Âu Châu cũng không khác gì. Và Á Châu bây giờ cũng vậy quý vị. Gần như mọi nơi là bắt đầu thúc đẩy một cái sự chống đối lẫn nhau và chính điều này tôi không biết nó là điều tốt hay điều xấu cho nước mỹ và cho toàn cầu với cái nhìn của tôi thì có thể nó sẽ đi tới một cái hậu quả thảm khốc nhưng nếu may mắn thì nó sẽ làm bất, bớt bất ổn hơn tức là ai về nhà đó ai thích cái bảo thủ và thích những cái gì đó về tôn giáo về gia đình có thể đi về những nơi mà thuộc về họ còn ai thích cấp tiến, cực tả, muốn cuộc sống thác loạn, phóng khoáng, băng hoại thì có đi thể đi vào những cái xã hội mà họ thích. Như vậy tốt hơn. Phân ra làm hai thế giới. Thì có thể nếu mà nó đi vào cái giải pháp này thì nó ổn thỏa cho mọi thi phía. Nhưng mà nếu một bên tham lam muốn thôn tính một bên tức là bên này muốn dẹp bên kia bên kia muốn dẹp bên này thì tôi nghĩ rằng sẽ đi tới một cái thảm họa chưa từng có và có thể là trái đất sẽ đi vào một cái lịch sử lặp lại họ sẽ đi vào diệt vong một lần nữa họ sẽ đi vào diệt vong thêm một lần nữa trước khi có cuộc đại hồng thủy cái à, trái đất này từng có một nền văn minh và đã bị diệt vong và bây giờ có thể lặp lại quý vị chưa biết được nhưng đây sẽ là một trong những cái mà chúng ta đang chứng kiến trong thời đại này cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay từ câu chuyện đàn hạch có thể tái tên cử hay không tôi cho thấy một cái kịch bản có thể xảy ra và những cái xu thế cực đoan đang trở thành một cái cuộc đối đầu không thể à, giảm đi được đó là những gì mà chúng ta chứng kiến ngày hôm nay cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả các thính giả chúng ta gặp lại sau bye bye